Em tên là Đoàn Nguyễn Báo Trọng, học lớp 9 trường Trung học cơ sở Hào Y Tập. Lần đầu tiên em đến với một cuộc thi là khi đó em học tại một trường tiểu học. Và khi cầm được mic, em hát với tất cả đam mê của mình. Nhưng khi hát xong thì bắt đầu em mới phát hiện ra đó là một điều là em chưa có bật mic. Lúc đó em rất là quê, nhưng khi mà nhìn xuống ban giám khảo và khán giả, thấy mọi người vẫn lắng nghe và vỗ tay cho em thì lúc đó em rất là cảm động và hạnh phúc. Và đối với em đó là một cảm giác không có gì có thể thay thế được. Dạng lên chứ có gì đâu. Uống sữa hả? Uống sữa nè, uống sữa cho có tinh thần thi ha. Thôi, được rồi, gia đình mình nói chuyện gì đâu mà. Dạ, em chào anh trai. Anh Trinh xin phép ngồi nói chuyện gia đình tí nha. Chào bạn này là bạn gì đây? Dạ, em tên Bảo Trọng. Bảo Trọng hả? Dạ. Em nhớ Bảo Trọng nha. Mấy tuổi rồi? Dạ, em 15 tuổi. 15 tuổi, năm nay là thí sinh lớn tuổi nhất. Nghĩ là mình có lợi thế hay là mình gặp khó khăn? Dạ, khó khăn ạ. Tại sao? Tại do mình lớn thì mình phải thể hiện nhiều hơn mấy bạn. Như vậy thì anh nghĩ là em cũng rất là thận trọng chứ không phải là Bảo Trọng. Em thích hát nhạc gì? Dạ, rock và trữ tình ạ. Sao hai dòng nhạc dính líu gì cơ vậy? Thế cả ba người có ủng hộ bé đi thi cuộc thi này nhiều không? À, có, ủng hộ. Có thấy ba người theo, có thấy mệt không? À, cũng mệt chứ mà vui. Mà mệt mà vui phải không? Thôi vui là được rồi. Cố gắng nha. Rồi, chúc Bảo Trọng thận trọng, rồi cuối cùng em cũng phải tự bảo trọng nha. Cảm ơn. Thật là khi mà nghe em hát đó thì cái sự chín chắn trong cái giọng hát của em mà ngay từ đầu nghe hai câu đầu thôi là chị Hiền Thục đã thấy rằng là đây chính là cái mà chị Hiền Thục đang tìm kiếm nãy giờ. Em bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 15 tuổi ạ. 15 tuổi, làm sao mà em có thể chọn những cái bài hát mà tình cảm đến như vậy? Dạ nói vậy là em cũng là một người mê nhạc của Trịnh Công Sơn ạ. Wow. Em thật sự là anh không thể nào mà đấu được với chị Hồng Thục. Không thể được.
Nói đến nhạc Trịnh Công Sơn, anh chỉ là biết một vài bài thôi. Nhưng mà mình rất gần gũi với chị Hồng Nhung. Và chị Hồng Nhung là hát nhạc Trịnh Công Sơn cực kỳ hay. Và bên đội của anh đang thiếu một người men, một người đẹp trai, cao ráo, tiếng hát truyền cảm như em. Thì anh sẽ cố gắng hết sức để có những người xung quanh để giúp em được, để hỗ trợ em được. Những cái lời đường mật đó mình nghe ít thôi. Hiền Thục là hát được rất là nhiều thể loại. Không loại trừ cái thể loại mà em đã chọn là hát nhạc Trịnh Công Sơn nha, Hiền Thục còn hát R&B nữa đó. Dạ thưa chị, là em ngoài mê nhạc trữ tình và em còn mê rock nữa. Chị Hiền Thục sẵn sàng chỉ cho em những cái mà có thể hát rock thật là hay. Rock you. Anh biết có một bài đó thôi em à. Cái bài We Will Rock You. Em ơi, em phải suy nghĩ kỹ lắm. Hiền Thục ơi, Hiền Thục công nhận bữa nay á, mình cảm nhận mình bị tấn công lắm luôn á. Em theo em nghĩ rằng là ấy, tất cả những cái gì chị gây dựng sự nghiệp của chị bao nhiêu năm sau chương trình này để xuống sông xuống bể hết. Hình ảnh xây dựng biết bao nhiêu năm đây, tự nhiên bây giờ chị phải vì em mà chị thay đổi cái hình tượng của chị. Em hãy quyết định đi, mà anh chỉ nói lại một cái điều như này này. Ai cũng tốt, mà chị Hiền Thục vừa nói là chị phải hy sinh, chị phải thay đổi mình vì em. Đấy cũng là một lý do rất hay mà anh Thanh Bùi cũng chỉ cho em được nhiều những cái khác mà em không có. Ai cũng đã có đều cái hay cả. Nhưng đấy là họ mới đang hứa để thuyết phục em thôi. Còn quan trọng là em phải tỉnh táo lên, em phải cảm thấy người nào hợp với em. Em lựa ơi, chọn đi. Đó em thấy không? Ai cũng là đang nói chưa thực hiện gì hết. Nhưng mà riêng chị nè, chị nói chị thực hiện rồi đó, tự nhiên chị trở nên điêu ác vì em. Bây giờ làm sao em tính đi. Em tính đi. Dạ em rất là vui khi được anh Thanh Bùi và chị Hiền Thục quay lại chọn em mà. Nhưng như chương trình thì chỉ chọn được một người thôi. Và cũng không để mất thời gian nữa. Em đừng có nghe. Em đừng có nghe ai nói hết. À, vì em đã là một người đàn ông 15 tuổi rồi. Em đã là một người đàn ông 15 tuổi, dương sức em quyết định. Em xin chọn đội. Em xin chọn đội của chị Hiền Thục à. Em ơi, đó, bây giờ em đó, kêu một tiếng sư phụ cho chị mát lòng mát dạ của em. Sư phụ. Đó, bây giờ em qua đây em chào. Sư bá gì đó đã được. Không sao, mình kết bạn với nhau nha, không sao đâu. Không sao, mình sẽ gặp, mình sẽ kết bạn và mình sẽ biết là mình sẽ có nhiều cái chia sẻ. Cảm ơn em nha. Cái quá trình thay đổi của một người phụ nữ em. Nhưng mà về chị thì Hiền Thục chị hay điều ác, cẩn thận đấy nha. À. Tôi nghĩ rằng đây là một cái nhân tố rất là lạ. Trong rất là nhiều các em mà đến với cuộc thi The Voice Kids này, thì đây là một giọng hát mà tôi nghĩ rằng có đủ cái sự trưởng trạc và có đủ cái sự thông minh để mà chọn cụm nhạc rất là sâu lắng. Và ngay cả cái tính cách, cái sự biểu hiện của em cũng vậy. Và tôi rất là thích khi mà mình chọn được nhân tố này. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.